Hello, xin chào anh em nhá. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình và mình Lai TF. Thì hôm nay ấy, nhân dịp mà cái hộp Pride Gaming của tháng 11 này cũng mới chính thức ra mắt hôm nay nhá anh em. Đó, thì hiện tại ở trong kho đồ của mình chưa có nha anh em. Bây giờ mình sẽ vào nhận luôn cũng như là hướng dẫn chi tiết cho anh em cách mà có thể nhận được hộp Pride. Bởi vì là nhiều anh em cứ bảo là tại sao lâu rồi không đăng nhập được vào cái trang Pride, thì đây, hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết nha. Ok, thì đầu tiên ấy, đó chính là anh em sẽ phải mua một cái tài khoản Pride giá rẻ ở trên trang bilevelup.com /rep/9800. Và tiện đây thì mình sẽ tặng cho anh em một cái mã giảm giá. Đấy, thì anh em nhớ nhá, ở đây có hai loại này, là hộp Pride Gaming và tài khoản Amazon Pride. Thì mình khuyên nhá, anh em nên mua tài khoản Amazon Pride, anh em sẽ nhận được nhiều món hơn. Còn anh em mua hộp Pride thì anh em chỉ nhận được mỗi hộp Pride thôi. Đấy, đấy, nó là sự khác biệt. Và sau đó anh em sẽ ấn vào đấy mua. Ở đây họ đã hướng dẫn chi tiết rồi nhá anh em. Đấy, anh em cứ làm theo đúng như này. Có cần gì cần hỗ trợ thì anh em gọi qua số điện thoại hoặc nhắn tin nhá. Đấy, như mình đây thì mình sẽ ấn mua ngay này. Đó, và bây giờ mình sẽ tặng anh em một cái mã giảm giá 50% luôn. Đây, TF Sale 50T11. Đấy, và ấn áp dụng nha anh em. Rồi, là anh em sẽ được giảm 50%, chỉ còn 125 Bitcoin, tương ứng với 12.500 thôi. Quá là rẻ đúng không anh em? Đấy, và sau đó anh em ấn thanh toán. Và cuối cùng là anh em sẽ đăng nhập vào trang Pride Gaming. Thì đây, bình thường nhá, anh em sẽ bị hiện cái thông báo là không hỗ trợ cho cái khu vực này. Tuy nhiên ấy, thì anh em vẫn có thể vào được bằng cách là dùng phần mềm Quick IP VPN thế này. Đây, anh em nào có thể tải phần mềm này về dùng được. Đó, sau đó ấn vào phần VPN này. Đấy, và anh em chọn một cái server của Nhật Bản hoặc là Mỹ hay gì gì bất kỳ. Như mình đây, mình chọn luôn cái server này cho nhanh nhá. Thì mình sẽ ấn vào đây luôn. Hai lần nữa ấn OK thôi. Đấy, và nó kết nối. Kết nối xong thì anh em sẽ bắt đầu là reset lại cái trang web này. Đấy, đợi một lúc thôi. Reset lại. Đó, anh em thấy chưa? Lại vào bình thường. Có nghĩa anh em chỉ cần fake IP sang khu vực khác là anh em sẽ vẫn vào nhận quà bình thường nhé. Đấy, thì đây, hôm nay mình sẽ vào nhận luôn. Đó chính là hộp Pride Gaming nha anh em. Đấy, bình thường nếu anh em mua hộp Pride thì là họ sẽ vào họ nhận hộ anh em hộp Pride. Còn như mình đây là mình mua tài khoản Amazon Pride, mình sẽ nhận full luôn. Đấy, tài khoản là Twitter Fed thăng 1102 nha anh em. Và ấn Get In-Game Content này. Đấy, ngày hôm nay mới bắt đầu nha anh em. Rồi, success là đã thành công nha anh em. Đó, quá ngon luôn. Ngoài ra thì anh em có thể nhận được các cái thứ như là Roblox này. Roblox để mình nhận xem có cái gì không. Ở đây, Roblox thì có cái code anh em này. Đấy, anh em nào thích chơi Roblox thì mình tặng cho anh em nhé. Đó, rất là nhiều món luôn. Cả Blade and Soul này, Dead by Daylight này, Pokemon này, nhiều lắm anh em ạ. FIFA nữa cơ, Overwatch này, Apex Legends. À đây đây đây, tốc chiến có luôn anh em ơi. Tốc chiến là được cái gương biểu cảm. Đó, cũng ngon nha anh em. PUBG Mobile này, lấy luôn chứ gì nữa. Rồi, đấy, rất rất là nhiều quà anh em ơi. PUBG nữa này, trang phục này, set gì nữa này. À đây được tặng code anh em ơi. Anh em nào chơi thì nhập code này vào lấy nhá. Đó, anh em thấy chưa, mua cái tài khoản Pride Gaming rất là lời luôn. Nhận được cực kỳ nhiều quà. Riêng mỗi cái khoảng 12.500 mà được cái hộp Pride này quá ngon rồi anh em ạ. Ừ, đây, được RP rồi thì skin các thứ, quá ngon luôn. Đó, rồi, tiếp theo nữa là vấn đề về Riot account. Thì một số anh em hỏi mình về cái phần là bây giờ họ sẽ không dùng tên nhân vật mà đổi sang Riot ID. Thì đây, sắp tới là họ sẽ có một chút thay đổi là cái Riot ID là anh em có thể thay đổi được 90 ngày một lần nha anh em. Đấy, thế nên là anh em, nói chung là anh em không cần bận tâm đâu. Anh em thích cái tên nhân vật nào trong game nó đẹp thì anh em vào đây em đổi thôi. Nó giống như là bên tốc chiến hoặc là bên Valorant đấy anh em ạ. Đó, thì nói chung là cũng bình thường thôi. Rồi, còn bây giờ chắc là mình sẽ vào game nha anh em. Thì đây, anh em có thể thấy là cái phần tên nhân vật của mình là chỉ có hiện mỗi Twitter Face rồi đúng không? Nhưng mà sau này thì nó sẽ hiện thêm một cái thăng 1102 ở bên cạnh nữa. Đấy, lúc vào game thì nó sẽ không hiện. Nhưng mà check hồ sơ thì nó sẽ hiện nha anh em. Đó, ok, còn giờ chắc là mình sẽ vào mở bóng vật luôn thôi. Đó, anh em thấy không? Hộp Pride Gaming đã về luôn. Rất là ngon luôn. Bây giờ sẽ mở luôn nhé, để xem là đợt này hộp Pride nó có khác gì không nha. Ok, thì đây. Ồ, bộ thần hỏa anh em ơi. Darius bộ 1 này. Tướng vĩnh viễn ngẫu nhiên này. Đó. Rồi lại Sivana bộ 1. Thế là được 2 bộ thần hỏa nha anh em. Rồi một skin này, Bizarra sử thi. Và tướng anh em ạ. 2, 3, 4. Ờ, 4 mảnh tướng anh em ơi. 350 RP.
200 tinh hoa cam, tăng kinh nghiệm 30 ngày. Đấy, cái kinh nghiệm này mua trong cửa hàng là cũng hơn 3.000 RP đấy anh em ạ, không ít đâu. Và mẫu mắt Hustle, ngon chưa anh em ơi, ra luôn mẫu mắt mới luôn này. Mẫu mắt này mình chưa có mà phải mua trong cửa hàng mà. Ui sợi, quá ngon luôn anh em ơi. Được chưa? Đấy, anh em thấy uy tín không? Không quá uy tín nhá. Đấy, tướng Vĩnh Viễn ngẫu nhiên thì mở luôn. Rồi, Monokaiser. Thấy chưa? 12.500 mà anh em vừa được RP, vừa được skin, vừa được mẫu mắt. Quá ngon là gì nữa. Đấy, tiện đây mình còn hộp kinh doanh thì mở luôn nha anh em. Ok, được Warwick rồi này. The Wit Video. Kỷ vật vinh danh 5. 5 mảnh chìa khóa. Và mẫu mắt tiền hắc ám 2023. Ui, mẫu mắt này hình như mình chưa có sao ấy. Ui trời ơi, hợp lý chưa? Được luôn hai cái mẫu mắt. Ui, hôm nay ngon thế nhở. Được luôn hai cái mẫu mắt mình chưa sở hữu nha anh em. Ngon thật sự. Rồi, được thêm hai cái chìa khóa này. Kỷ vật vinh danh 5. Kỷ vật vinh danh 5 thì đợt này chắc chắn là mình sẽ đổi nốt con tuyết trung cổ nha anh em. Đấy, chờ đợi bao nhiêu ngày cày mãi lên vinh danh 5. Lấy luôn. Ôi, hợp lý chưa? Được cả tướng nha anh em. Đó, tuyết trung cổ. Ok. Còn lại đợt sau mà mình có cày được thêm thì chắc là mình sẽ đổi các cái đa sắc. Đó. Ok. Rồi đây còn tiện mấy cái rương thì chắc là mình mở nốt nhỉ. Đây, mở lẻ một cái hộp này trước. Đây gì đây? Vega khúc côn cầu luôn này. Trời ơi, ngon chưa? Ok. Đây, còn 5 rương thì mở nốt nha anh em. Còn ra gì? Lại thêm một rương nữa này, 8 món. KDA Kaisa, Pentakill Volat này, Vega Râu Xám này, Ali Tuyết Nguyệt này. Ủa, mẫu mắt tối thượng xuyên không 2020. Chìa khóa hashtag. Và 150 tinh hoa cam nha anh em. Ôi xài, ngon chưa? Nữa xem nào. Chăn đồ bảo an anh em ạ. Ồ, chăn đồ bảo an thì không ngon lắm. Rồi tiện đây hộp eSport thì mở nốt nhá. Lại ra hộp eSport này. Hộp chung kết thế giới lại ra hộp eSport anh em ạ. Lạ thật sự. Kệ đi. Tiện thì cứ mở nốt anh em nhá. Biết đâu bất ngờ ra thêm mấy cái biểu cảm và biểu tượng hiếm anh em ạ. Cái hộp eSport này thì chắc chắn là chỉ ra biểu tượng thôi anh em ơi. Mà cái hộp này thì nhận miễn phí anh em ạ. Xem ở trên trang OL eSport ấy. Đó. Ok. Tiếp tục này. Lại biểu tượng này. Có gì mình vào ghép biểu tượng anh em ạ. Biểu cảm này. Cái biểu cảm ạ. Thì đây, biểu tượng. Ok, phát cuối nha anh em. Rồi rồi rồi, biểu cảm thôi anh em ơi. Ok. Xong nhá. Còn giờ chắc là đến chuyên mục ghép trang phục đi. Để thử xem là liệu nó có ghép được mấy cái trang phục hiếm không nhá. Ok. Rồi, mấy hộp từ trước các nha. Xem nào, tỷ lệ như nào đây. Ui, Andy kinh dị ạ. Thế là không ra rồi anh em ơi. Không ra rồi à. Thôi, hiện đây còn mẫu mắt thì chắc mình sẽ thử ghép anh em nhá. Ghép phát xem nào. Biết đâu là mẫu mắt hiếm. Ui, mẫu mắt pháo hoa đầu rồng. Cái mẫu mắt này thì có rồi anh em ạ. Thế không ra được nữa rồi. Thôi được rồi. Ok. Làm một phát ghép biểu tượng đây. Gì đây? Biểu tượng Hàng Châu 2022X anh em ơi. Ui sời ơi, ngon luôn. Cái này chắc chắn là mình chưa có đúng không? Ui sời, đúng luôn anh em ạ. Chưa có luôn nhá. Đấy. Ghép biểu tượng cũng ra biểu tượng hiếm anh em ơi. Ngon chưa? Rồi. Bây giờ chắc là mình sẽ vào phần bộ sưu tập thôi. Phần này quá ngon rồi anh em ơi. Trang phục thì đây. Đấy, lấy được thêm con tuyết trung cổ nha anh em. Đó, nâng tổng số lên là 1590. Dạo này hên thực sự. Hôm nọ thì mở được con Chua Đam Echo bằng 2 hộp nhỉ. Lần này thêm mấy món con thật sự. Đó, nâng tổng số lên là 1590 nha anh em. Đấy, tối thượng các thứ thì full rồi. Thần thoại thì mình vẫn thiếu mấy con anh em ạ. Thiếu 3 con. Đó, còn lại mấy kia thì thiếu ít thôi anh em ạ. Đa phần ấy là mình thiếu là mấy cái con vinh quang anh em ơi. Đấy. Đây, mấy con vinh quang này. Đó, thiếu thiếu vinh quang chứ còn lại thì mình cũng gọi là sở hữu gần hết rồi. Đó. Biểu cảm đi. Biểu cảm thì đây, mình có 616 trên 637 nha anh em. Đó. Cũng khá là ok. Và tiếp theo sẽ là biểu tượng nha. Biểu
biểu tượng đây. Hôm nay lấy được thêm cái biểu tượng Hàng Châu 2022X. Đó. Và nâng tổng số này là 1624 cái biểu tượng em ạ. Đợt trước còn lấy được mấy cái biểu tượng Hàng Châu liền kia. Nhỏ. Ừ. Hàng Châu 1 các thứ, Hàng Châu 5, 6 này. Đó. Ok. Tiếp theo là mẫu mắt đi. Đây. Mẫu mắt đây. Cái này chỉ ra mắt ở trong gói thôi anh em ạ. Tiên hắc ám với cả hostile này. Đấy, sao bây giờ ghép được luôn rồi anh em ạ. Ồ, quá ngon luôn. Anh em muốn mua trang phục hostile thì có thể vào trong cửa hàng mua nhé. Đó. Rồi, tiếp theo sẽ là đa sắc đi. Đa sắc thì đây. Mình có 1229 cái đa sắc anh em ạ. Đó. Và cũng có vay nè đặt hồn này các thứ này. Đó. Lại mấy cái đa sắc kia đợt trước là mua ở trong cửa hàng Tinh Hoa Lam anh em ạ. Đấy, thấy đẹp đẹp thì mình mua rồi. Đó. Ok, rồi bây giờ check phần hồ sơ nha. Thì đây, hồ sơ thì mình hiện tại thì giờ toàn kim cương anh em ạ. Ừ, đơn đôi 5 năm đấu trường chân lý và xếp hạng mối trước đều kim cương hết nha anh em. Đó, vinh danh thì chắc chắn rồi, vinh danh 5. Và mình cũng có cúp chung kết thế giới các thứ nha anh em. Đó, thông thạo thì cũng vậy thôi. Gần 1.8 TF, còn Lee Sin với Andy thì hơn 100.000. Đó, cấp độ thì 547 nha anh em. Ok, và chắc lẽ là cái video này cũng khá dài mọi người. Thì mình rất là mong anh em sẽ ủng hộ mình bằng cách đó chính là like, subscribe kênh YouTube. Và đừng quên đấy là ngày mai là có buổi viewing party chung kết thế giới tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thì mình sẽ tham gia ở Hà Nội. Chính vì vậy là anh em nào mà hôm ngày mai ấy mà đi xem ở Hà Nội thì có thể gặp mình nhá. Mình sẽ có một vài phần quà để tặng cho anh em. Đó. Ok, hẹn gặp lại anh em vào ngày mai nha. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người ở các video lần sau nhá. Bye bye mọi người. Thank you.